Nhiều người ở tỉnh Thất Bồng Lai chống đối khi công an lấy mẫu ADN. Ngày 29 tháng 9, Công an tỉnh Long An thông tin về việc giám định ADN của 28 người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, còn được gọi là tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am bên bờ vũ trụ, ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Theo cơ quan chức năng, ngày 12 tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Các bị hại tố cáo ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, và những cá nhân sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân. Để có căn cứ giải quyết nguồn tin về tội phạm trên, ngày 24 tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN và tiến hành thu mẫu của 28 người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc. Cơ quan điều tra đã phối hợp với cơ quan chức năng thu mẫu tóc, mẫu niêm mạc miệng của 27 người, một trường hợp không có mặt khi công an thu mẫu, đồng thời gửi đến Phân viện Khoa học Hình sự thành phố Hồ Chí Minh để giám định. Công an tỉnh Long An cho biết, việc thu mẫu được thực hiện theo quy định của pháp luật, có sự chứng kiến của các ban ngành, toàn thể, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phần lớn thành viên sống tại hộ bà Cao Thị Cúc có hành vi chống đối, không hợp tác với cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, khi lực lượng chức năng lấy mẫu ADN, số luật sư bào chữa cho vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đào Kim Lân, Trịnh Vĩnh Phúc, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miến, Ngô Thị Hoàng Anh. Không liên quan đến vụ việc này, đã kéo đến hộ bà Cao Thị Cúc đập cửa, quay phim, ghi hình và có những lời nói xuyên tạc, xúc phạm, vu khống cơ quan chức năng, sau đó đăng lên YouTube. Có số lượng người theo dõi lớn, trên 60.000 lượt xem và trên 7.000 lượt thích, nhằm mục đích dẫn dắt dư luận trong và ngoài nước. Các thông tin chưa được kiểm chứng trên sử dụng để xuyên tạc, chống phá,